quý vị và các bạn, chiều nay ngày 30 tháng 5, đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ do Phó Thủ tướng Lê Văn Thành dẫn đầu đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc đẩy nhanh tiến độ các hoạt động phòng chống dịch, đồng thời sớm đưa các doanh nghiệp trở lại hoạt động. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đánh giá cao những nỗ lực của nhân dân và các lực lượng chức năng tỉnh trong công tác phòng chống dịch những ngày qua và nhấn mạnh, một trong những nhiệm vụ trọng tâm sắp tới của Bắc Giang là việc chăm lo sức khỏe cho lực lượng công nhân, triển khai một cách nhanh nhất các chương trình tiêm phòng vaccine COVID-19 trên địa bàn. Chúng ta vừa phải dập dịch thật sớm, nhưng vừa phải đẩy mạnh cái tiêm phòng vaccine. Một trong hai cái này không có coi nhẹ cái nào hết. Cả hai vấn đề này bây giờ cần phải có những cái cơ sở, có những giải pháp, có những cái đầu tư cho nó thỏa đáng. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang thì số lượng các ca nhiễm mới đã có dấu hiệu hạ nhiệt so với 3 ngày trước. Trong ngày 30 tháng 5, tỉnh mới ghi nhận thêm 40 ca nhiễm mới. Đến ngày hôm nay đã có 10 doanh nghiệp trên địa bàn quay trở lại sản xuất với số lượng công nhân được giới hạn khoảng 10%. Hiện Bắc Giang cũng đang khẩn trương thẩm định cho 40 doanh nghiệp tiếp theo được quay trở lại hoạt động.